Hôm nay thì Trần Ngơ muốn có một cái tâm sự nhỏ nhỏ sau khi nghe một bài nói chuyện của một người Việt Kiều về thăm quê hương, và anh có những nhận xét về quê hương Việt Nam. Thì trước hết xin mời các bạn hãy nghe lời tâm sự. Đây là anh Bình Hồ. Chắc mọi người cũng đã biết, bởi vì thời gian gần đây anh cũng có nhiều bài nói chuyện. Riêng bài nói chuyện này Trần Ngơ cần muốn gửi cho anh vài dòng tâm sự. Nhưng trước hết xin các bạn hãy bớt chút thời gian để nghe những cái suy nghĩ của anh ta về quê hương Việt Nam của chúng ta. Kết bạn với nhà Linh những ngày Dạ qua. em không Dạ Nhà Linh thấy trên trên Facebook nhưng mà không thấy mặt. Anh là khi tình cờ đi ngang qua thấy Dạ Bình Hồ lên đây, muốn nói rằng với mọi người rằng là Bình Hồ về ăn Tết như vậy là 1 tháng 2 ngày rồi. Dạ Và cuộc sống ở Việt Nam rất là vui, rất là nhộn nhịp, và cũng có cái nhận định của là một cái đặc biệt bình yên. Nhưng mà Bình Hồ có 2 cái cũng buồn cho đất nước mình. Xin mời bà con lắng nghe chút. Thì ở đây thì Bình Hồ đã qua thôi, chưa chưa có để mà đưa ra chi tiết. Bình Hồ thấy là cuộc sống ở Việt Nam mình, thứ nhất là cái đạo đức nó càng ngày nó còn trong trắng trong trong, nó thiếu đi cái đạo đức nhiều lắm. Và cái vô cảm mà nó cũng là càng ngày càng suy sụp đi. Rất buồn 2 chuyện này. Còn cái gì nó tốt nhất là không khí tự do rồi bình an và cuộc sống rất là vui, rất là tự do nhộn nhịp. Bình Hồ đang lo về hai cái việc này, thì lên đây để nói với mọi người biết là mọi người nên truyền tải cho tất cả bà con và những người ở Việt Nam cố gắng bồi đắp cái đạo đức lại, và cố gắng bồi đắp cái vô cảm lại. Càng ngày mà cái cuộc sống mà mình không có cái 2 cái này á, thì rất là đáng tiếc trong đời sống. Thành ra quay cũng là không biết để mà quay mình cắt nghĩa từng bước để cho mọi người hiểu. Cũng là coi như hy vọng là chúng ta không nên chém gió, hay là không nên nói những cái ngày qua, những Đợi cái chút chuyện xíu nữa chẳng riêng ngơi sẽ mà nói rõ. giống như mà xô xát với nhau những lời nói, hoặc là xô xát nhau những cái mà tính cách của là một cái tranh chấp. Nhưng mà bây giờ mình phải làm cái gì thực tế chút đi. Thứ nhất là tôi muốn mọi người là cần quan tâm vào cái đạo đức của con người. Vì thật ra cái đất nước nào mà thiếu đạo đức nó thiếu sự văn minh thực sự luôn đấy. Rồi cái đất nước nào mà họ thiếu cái tính cách vô cảm á, thì họ thiếu tình cảm nhiều lắm. Rồi tình cảm này không có bù đắp được cho cái loài người mà cuộc sống này như vậy. Thì Bình Hồ muốn chia sẻ với cái thầy của nhà Linh á. Em cứ nói đi, khán giả vô nhiều lắm đó anh vô nói đi. Tại em kết bạn với các bạn nhiều lắm, kết bạn tới 1.000 mấy trăm người nhiều lắm, anh cứ nói đi chia sẻ. Qua đây Thưa các bạn, vừa rồi là những cảm nhận của anh Bình Hồ, một Việt Kiều ở bên Mỹ, sau hơn 1 tháng về Việt Nam. Thì anh ta đưa ra nhận xét là cần cái đạo đức rất xuống cấp và cái vô cảm của người dân Việt Nam. Thì sau đây là những tâm sự của nhà Trần Ngơ muốn gửi tới anh Bình Hồ, cũng như muốn chia sẻ với mọi người
xem cái nhận định của anh Bình Hồ như thế là đã đúng với thực tế của xã hội Việt Nam chúng ta hay chưa? Rất mong nhận được những phản hồi bằng những comment của các bạn để chúng ta cùng có một cái nhận xét thật đúng đắn về cái nước Việt Nam chúng ta. Thưa anh Bình Hồ, anh là người mà tôi đã có thiện cảm và có một sự tin tưởng nhất định khi anh đã từng nói rằng ăn có thể sai, uống có thể sai, nhưng nói thì không thể nói sai. Tôi rất tâm đắc cái câu nói này của anh. Và trong bài nói chuyện này tôi chỉ muốn gửi tới anh những suy nghĩ của tôi về những lời tâm sự của anh vừa rồi khi live stream cùng với lại Nhã Linh, cũng là một Việt Kiều đang ở xa quê hương. Thưa anh, cái nhận xét đầu tiên của tôi về bài nói chuyện của anh đó là một sự hết sức phiến diện và hết sức chủ quan của cá nhân anh khi nhận định về xã hội Việt Nam ngày nay cũng như những con người trên đất nước Việt Nam. Tại sao tôi lại dám khẳng định như thế? Bởi vì thứ nhất, nói về mặt đạo đức thì anh chỉ nói rằng đạo đức xuống cấp. Và tôi tin chắc rằng nếu như mà anh có đưa ra những dẫn chứng thì cũng không thiếu gì những dẫn chứng, nào là con cái lời cha anh em đánh nhau hoặc này khác, thì đó là sự xuống cấp đạo đức. Nhưng thưa anh, những cái chuyện đó thì thời nào cũng có, xã hội nào cũng có. Nó không thể đại diện cho toàn đất nước Việt Nam được, nhất là về cái sự vô cảm như anh nói. Anh cũng không đưa ra những cái dẫn chứng mà anh chỉ nhận xét chủ quan rất là hời hợt. Nếu tôi hỏi anh đưa ra dẫn chứng thì tôi tin rằng anh cũng sẽ đưa ra rất nhiều dẫn chứng, nào là gặp những tai nạn giao thông bỏ đi, hoặc là thờ ơ với lại mọi người nọ ở dưới đường phố gặp những hoàn cảnh này nọ thì không có sự giúp đỡ kịp thời, hoặc là này nọ, anh sẽ đưa ra dẫn chứng. Nhưng thưa anh, đó là những cái sự việc hết sức vụn vặt. Tại sao anh không nhìn vào những cái bữa cơm từ thiện, những cái buổi hiến máu nhân đạo, nhất là Việt Nam vừa trải qua những tháng cuối của năm 2017 đã trải qua thiên tai rất là lớn, nhưng cho đến ngày hôm nay thì cuộc sống của đồng bào ở những nơi đó hầu như đã được phục hồi, tất nhiên là bằng cái sự phấn đấu nỗ lực của chính những gia đình gặp thiên tai, nhưng có góp phần rất hiệu quả của những tấm lòng từ thiện của từng cá nhân, từng cơ quan, từng tập thể và của nhà nước. Thưa anh, đó có phải là sự vô cảm không? Và tôi cho rằng cái này nó còn nhiều gấp hàng nghìn lần những sự việc anh đã từng nhìn thấy. Dịp Tết này thì anh đã từng chứng kiến những đoàn tàu vô cùng là chật chội, xe chạy tấp nập trên đường để chở những người con xa quê hương trở về với quê hương bản quán. Mặc dù giá vé tàu xe và sự đi lại nó rất khó khăn, giá cả mắc mỏ, nhưng người ta chấp nhận hết chỉ để được về quê hương thăm cha mẹ, thăm người thân, thăm làng mạc quê hương. Thưa anh, đó có phải là sự vô cảm không? Anh có thể chê đất nước Việt Nam chúng tôi tại sao vẫn còn nhiều ăn mày ăn xin thế, nhưng nếu anh có con mắt nhân văn hơn, rộng rãi hơn, anh sẽ nhìn nhận ở một khía cạnh khác. Tôi xin nói để anh rõ, ăn xin nhiều nó có nhiều mặt, và thực tế ở Việt Nam này có rất nhiều kẻ đã lợi dụng cái lòng nhân đạo của người dân Việt Nam để chăn dắt những người giả làm ăn xin. Tại sao lại có những cái chuyện đó? Là bởi vì lòng nhân hậu của Việt Nam vẫn còn tràn đầy. Người ăn xin có khi thu nhập còn cao hơn người đi làm. Bởi vậy, nhiều kẻ đã lợi dụng để ăn xin, chứ không phải là người ta đói khổ, hoặc không phải... Tất nhiên là có những hoàn cảnh ăn xin được thụ, nhưng tôi tin rằng ở đó, cái số phần trăm thật sự đi ăn xin nó không đáng kể. Và nếu như thực sự vô cảm thì không ai người ta thương xót đến những kẻ ăn xin, người ta quay ngơ đi thì lập tức ăn xin nó cũng hết thôi.
ăn xin nhiều nó cũng thể hiện ra một nét tích cực là người dân rất có lòng nhân đạo, rất có lòng bao dung. Mặc dù có thể là thiếu thốn nhưng mà người ta vẫn bớt chút một chút tiền lẻ gì để cho người ăn xin. Thì nó mới nhiều ăn xin như thế. Sao anh không nhìn ở cái mặt tích cực thế mà anh đã vội cho rằng người Việt Nam vô cảm? Những lời lẽ của anh tuy không sai nhưng rất phiến diện và rất hời hợt, thưa anh Bình Hồ. Và tôi rất thật sự thất vọng về anh khi anh đưa ra những nhận xét vội vàng về đất nước Việt Nam của chúng tôi như vậy. Ở thời đại nào, ở quốc gia nào cũng có những kẻ bất hiếu với cha với mẹ, cũng có những kẻ cướp giật, ăn cắp, ăn trộm. Nhưng cả một đất nước bao la rộng lớn này, một vài ngày mới có những cái vụ đó thì làm sao nó thể hiện được cái bản chất của xã hội này? Mà anh đã cho rằng cái xã hội Việt Nam đạo đức xuống cấp. Anh đã từng chứng kiến những ngay từ những lúc đang bão lũ lụt lội dữ dội như thế mà những người bộ đội, những người công an, những người có chức trách hoặc nhân dân ở những nơi khác, người ta đã đến đó để chia sẻ, để cứu trợ, hỗ trợ cho người đồng bào bị lũ lụt chưa? Mà anh chỉ nhìn thấy một vài cái vụ tai nạn giao thông hoặc là những cái vụ đánh nhau lộn xộn không ai vào can, thì anh đã vội cho rằng đạo đức của Việt Nam xuống cấp, người dân Việt Nam vô cảm. Thực sự tôi rất thất vọng với anh Bình Hồ. Anh lại còn yêu cầu chia sẻ ra để mọi người dân được biết cái tình trạng xuống cấp vô đạo đức hoặc là vô cảm này. Cái nhìn của anh rất hời hợt, vô cùng phiến diện. Anh chỉ nhìn thấy một vài vụ đánh lộn không ai can ngăn. Cũng có những vụ đánh lộn thì cần can ngăn, nhưng có những cái vụ đánh lộn thì kệ cho nó đánh nhau chết bớt đi thì còn tốt hơn. Đó là của những kẻ say rượu, của những kẻ gây sự không vì một cái gì cả, không có cái gì cũng đáng đánh nhau, cũng nhào vào đánh nhau. Anh phải hiểu được bản chất của những cuộc xung đột, bản chất của sự việc. Bản thân anh là người giàu có tình cảm, bây giờ anh đến một chỗ đông người xứ sở xa lạ, anh có dám vào can không? Cho nên anh nhìn nhận vấn đề, tôi chỉ mong rằng cái nhìn nhận vấn đề là quyền của anh, nhưng tôi mong rằng khi anh đã nói thì cũng giống như anh đã nói, ăn có thể sai, uống có thể sai, nhưng nói không thể sai được. Người Việt Nam ta vô cùng nhân đạo, vô cùng bao dung. Những câu ca dao tục ngữ của chúng ta đã thể hiện đúng cái bản chất. Và sự việc hiện thực cũng thế, nhất là Việt Nam chúng ta qua cái thời gian thiên tai địch họa vừa rồi thì nó đã phản ánh rõ nhất rằng người dân Việt Nam có vô cảm hay không, đạo đức có xuống cấp hay không. Những việc làm từ thiện, những sự kêu mang lẫn nhau ở trên đất nước Việt Nam này, miền quê nào cũng có, ngày nào cũng xảy ra. Có những người lặn lội hàng mấy trăm cây số mang đến cho các cháu, các em ở vùng xa những cái cuốn tập, những cái cuốn vở, những cái manh áo mới. Đó là sự vô cảm sao anh Bình Hồ? Hai anh không nhìn thấy vấn đề này? Tôi đã từng hy vọng anh có một cái nhìn chân thật về đất nước Việt Nam này, cũng như anh đã có những bài nói chuyện có sức thuyết phục về xã hội hay là nhận định của anh. Nhưng qua bài nói chuyện này thì tôi hoàn toàn thất vọng về anh. Anh có những nhận xét, nếu nói anh bôi nhọ thì cũng không đúng, nhưng mà Trần Ngơ khẳng định rằng bài nói chuyện của anh rất phiến diện, rất mơ hồ. Khi anh chỉ nhìn mọi vấn đề ở một khía cạnh mà anh không lật lại một vấn đề. Tôi đảm bảo rằng cái người Mỹ không khi nào có cái lòng bao dung, có cái lòng vị tha, có cái lòng nhân ái như Việt Nam đâu. Nhanh quảng bá. Bởi vì từ xưa tới nay cha mẹ ông bà chúng ta đã dạy rằng đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại.
bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Những cái câu ca dao đó thể hiện về cái tính gì thưa anh? Và thực tế đây trên quê hương chúng tôi đây này, rất nhiều những việc làm từ thiện, rất nhiều những cái thùng nước đá miễn phí, rất nhiều những cái bữa ăn từ thiện, những cái bữa ăn giá chỉ bằng 1/10 cái suất ăn thật, để cung cấp cho những ai có nhu cầu hoặc lỡ bước xa cơ. Ăn mày nhiều như tôi vừa nói đấy, nó cũng thể hiện một cái nét bao dung, một cái nét nhân hậu của người Việt Nam đó. Nhiều người cho quá cho nên là nó mới có nhiều ăn mày, thậm chí nó còn kinh doanh cả nghề ăn mày nữa. Đó là những kẻ tuy rằng là có những kẻ lợi dụng khốn nạn, nhưng mà ở khía cạnh nhiều ăn mày nó cũng thể hiện được cái lòng nhân đạo, cái lòng nhân hậu thương người của người dân Việt Nam. Mà anh nói là người dân Việt Nam vô cảm là vô cảm ở chỗ nào? Anh đánh giá cả một dân tộc, anh đánh giá cả một đất nước chỉ bằng những cái sự việc nhỏ lẻ anh nhìn thấy mà đảm bảo được tính chính xác hay sao thưa anh Bình Hồ? Rất mong những người bà con Việt kiều về nước, chúng tôi rất là tôn trọng cũng như là trân trọng những tấm lòng của các ngài, của các quý vị. Nhưng khi nói về đất nước, xin các vị hãy thận trọng, hãy suy đi nghĩ lại xem mình nói như thế là đã phản ánh đúng chưa. Đừng vội vàng tung ra những nhận xét rất mơ hồ phiến diện như vậy. Anh chỉ nhìn thấy một vài thằng con nó cãi lại cha mẹ nói cho anh nhiều hình ảnh có những người tận tụy với cha với mẹ, dù là đau ốm nằm gả 5-10 năm vẫn một lòng một dạ phụng dưỡng cha mẹ, không để cho giường chiếu tanh hôi. Tại sao anh không nói những vấn đề đó mà anh cứ vội vàng cho là người Việt Nam bây giờ hết sức vô cảm, đạo đức rất xuống cấp? Tôi công nhận với anh đây đó vẫn còn có những cái hiện tượng vô cảm, có những hiện tượng xuống cấp đạo đức. Nhưng thưa anh, ở thời đại nào, ở thời kỳ nào, ở bất kỳ một quốc gia nào thì những sự việc đó đều có, chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đôi lời ngắn ngủi đó để gửi tới anh, cũng như chia sẻ những suy nghĩ của tôi với mọi người. Đừng bi quan quá về đất nước Việt Nam chúng tôi như vậy. Cái quan trọng là người dân chúng tôi, cái sự hài lòng nó cao hay là nó thấp. Nhưng tôi tin rằng với bản sắc của người Việt, chúng ta vẫn đang rất giữ cũng như được di chuyển rất sâu đậm về cái tình nhân ái, cái tình yêu thương, quan tâm đến nhau. Chứ không như anh Bình Hồ đã từng nói là đạo đức rất xuống cấp, là hết sức vô cảm. Thân ái chào anh Bình Hồ và mong anh hãy có cái nhìn thật đúng đắn về đất nước chúng tôi.